Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Rất vui mừng thông báo về trường hợp bệnh nhân Quỳnh Di Liên, 66 tuổi, đến từ Bến Lức, tỉnh Long An, người đã có một hành trình kiên cường trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư vòm hầu. Sau hơn 3 tháng hỗ trợ điều trị tại phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Sức khỏe của ông Quỳnh Di Liên đã có những cải thiện đáng kể. Nhớ lại những ngày đầu khi ông Quỳnh Di Liên đến phòng khám chúng tôi không thể quên hình ảnh của ông, phải có người dìu bên cạnh để đi lại. Ông Quỳnh Di Liên đã phải trải qua giai đoạn khó khăn với sức khỏe nguy kịch do mắc nhiều chứng bệnh, trong đó có suy thận và ung thư vòm hầu. Tuy nhiên, nhờ vào nỗ lực không ngừng của bản thân, sự động viên tinh thần mạnh mẽ từ gia đình, cùng với sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ các thầy thuốc, nhân viên tại phòng khám, ông Quỳnh Di Liêm đã vượt qua những thử thách lớn lao, đặc biệt là sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cũng đã đóng góp không nhỏ vào thành công trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư của ông tại phòng khám. Hôm nay, phòng khám tự hào khi thấy ông Quỳnh Di Liêm dần lấy lại sức khỏe và hy vọng rằng câu chuyện của ông sẽ là nguồn động lực cho nhiều bệnh nhân ung thư khác đang chiến đấu căn bệnh hiểm nghèo. Phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành và hỗ trợ ông Quỳnh Di Liêm trong suốt thời gian qua. Sự phục hồi kỳ diệu này của ông Quỳnh Di Liêm không chỉ là thành quả của những nỗ lực y tế mà còn minh chứng cho sức mạnh của lòng tin và tình người. Gia đình ông Quỳnh Di Liêm đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chúa, cố linh mục, nhà nghiên cứu Cha Pedro Nguyễn Văn Tường cùng các thầy thuốc và những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành hỗ trợ ông Quỳnh Di Liêm trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám. Phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để mang lại những dịch vụ y tế tốt nhất cho bệnh nhân ung thư, giúp họ vượt qua khó khăn và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Xin trân trọng. Dạ thưa chú có thể cho con biết đó là họ tên đến từ đâu vậy chú? Tôi là Quỳnh Di Liêm, sinh ngày 1958 là 66 tuổi, hiện cư ngụ là xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Dạ thưa chú có thể cho con biết đó là cái triệu chứng ban đầu của chú bệnh gì, sau đó là chú đi khám bệnh viện nào và cho bệnh gì vậy chú, kết Dạ. quả sao? Nguyên là cách đây 3 năm, là 3 năm điều á, thì tháng nào tôi cũng phải lên khám thận, rồi thận nó từ chỗ đó nó khám nhiều lần mà nó cũng chẳng có hết hết rồi, cứ nó cứ kéo nhằn 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 hoài, cứ lên huyết áp, rồi huyết áp cứ vô căng mà, rồi bắt đầu xong rồi bắt đầu tự nhiên nó tạo ra ung thư vòm hồng, là nổi hạch đầy, nó hạch đầy như hai đường mũi, nó tạo dị ứng cho tôi là nhức đầu khó chịu, nó mệt lắm, nó mệt kinh lắm. Rồi đến bệnh viện nào xong xuôi rồi bên bệnh viện tư vấn chú trị như thế nào? Tôi có lên bệnh viện ung bướu cơ sở 2 ở Thủ Đức với bệnh viện thận ở Bình Dân. Thì nguyên do thì chị nó cứ hễ qua ung bướu chị thì nó nhảy qua thận, nó thuốc nhiều á, nhảy qua hư là làm thận nó phát sưng phù bí đái bí ỉa, rồi cái chị thận xong nhảy qua ung bướu cứ làm tới cũng mấy tháng à, 4 5 tháng, 5 6 tháng rồi xong. Tôi tia thì chỉ có 17 tia, chứ đúng ra 20 hay mấy tia. 17 tia thì cảm thấy nó không ổn, không ổn thì chắc mai thầy Phước Chủ thì hên là nhờ con gái tôi nó theo dõi á, nó kêu xuống bên Cha Tường. Thì vừa ăn chay vừa uống nước Yong kèm, chứ ăn cháo kèm luôn. Thì nó mới tạo ra cho tôi nó một cái sức tốt. Bây giờ thì sức khỏe tôi là rất là tốt, là một điều. Thứ hai, thần tôi hồi đó từ cấp 3, cấp 4, hôm nay tôi chuyển xuống cấp 1, đó là nhờ tôi theo cái phương án của Cha Từ, là những cái phương án đó, rồi ăn uống, ăn chay đó, rồi ăn núm nè, ăn ăn các loại đậu này kia, sức khỏe tôi là ổn định. Cái chú vậy thì
cái ngày đầu tiên á mà chú đến phòng khám vậy nè, cái tình trạng sức khỏe chú thời điểm đó như thế nào? À, khi tôi tới nơi ở đây á là cách đây 4-5 tháng thì sức khỏe tôi là phải người kè, đi không nổi. Thì tối á, nó nhức hai bên đây, nó ngứa, vẫn còn nhức đầu. Mà khi tôi bị xạ trị thì cái người tôi nóng lỡ lối tùm lum hết. Rồi ốm, tôi mất tới gần 10 mấy ký. Nhưng mà thời gian nó xuống đây thì sức khỏe tôi ngày ngày tốt lại. Rồi là một điều thứ hai, hôm nay tôi có thể tăng ký lên cao. Thưa chú, vậy thì gần đây nè, chú đi khám bệnh ở bệnh viện nào, rồi kết quả là thầy Thanh phân tích như thế nào vậy chú? Dạ. Khi mà tôi khám ở bên bệnh viện Thương Thiên Ân ở Trà Vinh là gần Bình Cha, thì khám ra thì tất cả đều tốt. Ung thư tôi là nói hết thì chẳng có phải là hết đâu, nhưng mà nó đã lặn xuống, có thể là nếu tôi ăn nước kèm có thể sống vài chục năm. Nếu mà ăn theo phương án của cha thì mấy chục năm mà chứ không có ít đâu. Còn thận tôi là rất may mắn, thận tôi là ok, là nó giảm xuống từ cấp 3, cấp 4, cấp 3 mà giờ còn có cấp 1. Khi xuống đây là tôi còn cấp 3. Rồi sau này là từ từ ăn, như uống, như uống thuốc của tôi cha. Hôm nay tôi còn cấp 1, đó là cái may mắn cho tôi. Thưa chú, vậy thì được kết quả như vậy á, chú và gia đình, những người thân và bản thân chú được có vui mừng không chú? À, rất là vui. Vợ tôi và tất cả gia đình đều phải xuống đây, là xuống đây ở, là như thứ nhất là nước nôi ở đây là ok. Rồi tôi cũng ở đây một thời gian cho cũng như mình ổn định, rồi bắt đầu cũng về gia đình. Trời ơi, rất là vui mừng cả dòng, cả họ, anh em, tất cả những người em, anh em tôi. Đó, thưa chú, thì trong cái thời gian mà chú trị bệnh ở đây nè, rồi tất cả như gạo, nước, thuốc rồi nè, rồi có ai đề cập vấn đề tiền bạc mà muốn chú được? Nói chung là cái chữ yêu thương là chữ xứng đáng. Tại vì tất cả những gạo, thuốc như nước là tất cả đều do bên cha Tường cho tất cả, mới mang được cái chữ yêu thương đến cho chúng tôi. Vậy thì trong thời gian trước thì bệnh ở đây á, chứ có để lại một cái ân tình hoặc cái gì mà đáng lưu trong khi mà chú về quê nhà? Nếu mà nói á, là cuộc sống tôi là sống lại lần hai. Cái ung thư rất là nặng, con người tôi rất là yếu, tại vì vừa ung thư vừa thận, hai cái nó quằn dữ lắm. Nhưng mà hôm nay, nếu mà tôi còn được ngày hôm nay, tôi rất quý có thể ở đây thời gian tôi thưởng thức, tôi sẽ niệm lại những cái trị bệnh ở đây giữa các thầy rất là nhiệt tình, và anh em ở đây rất là tốt lắm, còn mấy cô đồ cấp thuốc cấp đồ rất là vui vẻ. Thành ra nói cái chữ yêu thương đáng tốt cho mấy người bệnh nhân. Đó, tôi còn rất là cảm ơn bên cha tượng là cha Tượng. Dạ, thưa chú, vậy thì trong thời gian tới thì chú về nhà thì chú có tiếp tục giữ gìn pháp đồ nữa không? Cái pháp đồ này á là hiện tại tôi chính nay làm hết bệnh, có thể là tôi ăn gạo trắng hay này kia tôi cũng không á, là kêu có thể là mình ăn tự do được tại đã hết bệnh. Nhưng mà đối với tôi thì sự thật là cái cuộc sống của mình khi đã bệnh rồi cũng như là thấy quan tài mới đổ lệ, thành ra từ cái chỗ đó đó mình phải cố gắng lên, mình phải ăn theo phương án này, có thể tuổi thọ mình sẽ kéo rất dài. Rồi cái thận tôi từ từ nó hy vọng thôi, chứ không có thể là hết được, tại nó là mãn tính, không bao giờ hết. Nhưng mà nó xuống cấp 1, cũng như là người tôi bây giờ, tôi tưởng tượng là tôi không biết là tôi đang bệnh, là tất cả giờ tôi nói tôi người tôi bình thường thôi. Tại vì nhưng mà vẫn còn triệu chứng thận nhẹ, chứ đúng ra thận mãn tính không giờ hết. Khi lời nói cuối cùng của tôi, khi mà tôi hết bệnh là tôi được cái giấy mà đi khám bệnh là báo là tôi hết, tôi rất là mừng. Thì nói chung bây giờ trước hết là cảm ơn Chúa đã hộ độ cho chúng tôi, và những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã có tài trợ cho một cái chỗ về tình thương, là khám bệnh tình thương này là rất là xứng đáng, là tôi thành thật tôi cảm ơn, trong đó có tôi,
là một lời cảm ơn các thầy, thầy Thanh, thầy Tiến, thầy các loại thầy luôn. Rồi những anh chị ở đây là như cô đồ, là từ giấy tờ, từ cấp thuốc, từ này kia, đó là tôi là thành thật cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ, cảm ơn. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
chúng con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.